Ai biết rõ thì cháu mời lên đây ạ. Ai biết rõ? Dạ dạ. Bé à, mang một cái ghế lên. Trường hợp này là ông Nguyễn Sơn, ông Nguyễn Cầu Trí là ông số 9, rồi địch cũng líp hết ở đây, lắng chiếm lại, rồi mình hễ. Nó to rồi. Nó to lớn như thế này. Sau đó ông Nguyễn Truy Hầu đi lính, tất đi lính, trong bị thương cổ chân, nó rõ ràng rồi. Cầu ở đây là có những anh bác lính, nhưng mà như đồng nói hồi nãy đó, chấp nhận đau thương để rồi thì chống lại là địch, thiếu đi một người lính. Như bộ phiến này, phòng bộ phiến này, lấy mình tiếp đó cô này, đột chân này, nằm. Mà hạng nhất, có 3 ngày cái giải phóng về, đau đầu. Tội mà công liệt sĩ mà việc nó không, mà phải hành động một dũng cảm. Ví dụ, nhiều người họ định kiến, họ nó lính ngụy, họ mới giải phóng, nó lính ngụy. Mà họ đó đã quý quả thân thế rồi muốn ánh thì này ra cũng nữa, rồi có những người khác nữa mà tạo gọi chống được không, dũng cảm chứ. Tức là 80 trường hợp thanh niên này là chống bắt lính như nên tự thương đó. Thì, vâng, thì cháu không hỏi nữa mà cháu muốn hỏi là cái trường hợp mà thương phế binh của chế độ cũ ấy, mà hiện nay là được nhà nước có cái tiền cần ấy, có. Thì bác có thể nói cụ thể được không? Thế, mấy trăm không biết đi nhận hồ đấy. Không, tức là chỉ cụ thể tên thôi. Tên nhá, là Trương Công Quyến. Bác Quyến là một. Rồi Nguyễn Cầu Trí là hai. Tức là hai người này là ở dưới thông tôi. Thương với mình đấy. À, phương phía bên cùng người. Và bây giờ là được cái chế độ của nhà nước. Ừ. Dạ, vâng. Cho nên nghe như vậy, cho họ đó nhân độ. Dạ. Không muốn là... Có cái nghèo chứ không có thu cả. Tức là đưa họ vô cái số mẹ. Không. Bằng tạc, quý tạc á. Không, bây giờ cho tôi nói luôn cái này cái nghe. Từ có trường khuyết tật, có cái thương binh, cái từ thương binh của Mỹ mà được hưởng lương hắn là khóc, mà cái từ hỗ trợ người khuyết tật hắn là khóc. Hỗ trợ cũng Mỹ hỗ trợ chứ, kết mọn thì chế độ chứ. Không, theo quan điểm của tôi, người khuyết tật là nhà nước hỗ trợ hết. Nhưng mà đặc biệt thương binh á của Ngụy á mà được hưởng á thì cũng là tôi có ý kiến gì để ra bây giờ hưởng rồi. Bác ạ, có thì là hôm qua cháu đã trực tiếp phỏng vấn một cái bác này. Bác ấy ở đâu nhỉ, ở Tam Kỳ. Bác ấy là lại cũng là tự thương nhá. Vâng. Nhưng mà là vợ là lính Ngụy đấy. Và bác ấy tự thương để bác ấy được ra quân được 3 năm. Đó đấy là bác tự thương để ra quân. Bây giờ là bác được hưởng cái chế độ thương tật đấy. Được cái thương tật của nhà nước cho... Tàn tật. Vừa rồi trường hợp với ông em tôi là chờ Phan Văn Phiến đó rồi cũng hưởng chế độ nữa đó. Tức là trong hai cái bác và bác Phiến với khuyết tật đó. Không, khuyết tật khác ạ. Khuyết tật là sinh ra đã vậy rồi, bẩm sinh. Đúng. Vâng. Cái trường hợp của hai bác vừa đưa ra là bác Trí và bác Quyến ấy, thì Quyến với bác Trí ấy thì là một người là hộ nghèo, còn một người là tàn tật. Cái này không nghèo luôn. À thế ạ? Được học vì tôi xét không biết mà. À chính là bác làm đấy. À, rồi ở đó. Quyến có cơ rồi. Vì các số rồi còn hết tàn tật. Cảm ơn bác. Nếu mà có thời gian thì gặp hai bác. Mời về nhà đi, về nhà ở lại đi, tôi lo hết, tình cảm. Còn ai nữa đi? Để... Còn ai nào? Còn nữa. Có bác nào, mấy bác gái, có bác nào muốn lên nói một câu chuyện gì đâu? Dạ. Đến đây. Mời bác hai. Không cầm ha, bây giờ đúng đấy. Tiếp theo chương trình thì xin mời bác Đoàn Văn Định ạ.
Xin cảm ơn bác Định đã tham gia chương trình. Và khi nhìn gương mặt cũng như là phong độ thì tôi đoán rằng đây là một cái thế hệ kế cận tiếp theo của cái vùng này ạ. Xin chào anh Định. Anh có thể tự giới thiệu mình với... Ở đây thì các bác đều biết cả rồi, nhưng anh hãy giới thiệu với khán giả của Uy Vinh Việt Nam. Trước hết là cảm ơn cái chương trình Uy Vinh Việt Nam sẽ tạo điều kiện tìm đến một cái làng chài văn biển của Quảng Nam, tức là làng Tuấn Thủy, trong kháng chiến gọi là Trung Dũng Kiên Cường. Sau 42 năm giải phóng là cũng là thôn, về lĩnh vực phát triển kinh tế cũng là ổn định. Thì em xin giới thiệu với chương trình và mọi người có mặt, thì tôi là Đoàn Thị Định, cũng là một người nông dân sinh ra và lớn lên tại thôn Thủy này. Thấu hiểu trong chiến tranh, tức là có ông Trường Sơn và ông Phạm Đàm đã sơ bộ qua cái tình hình của thôn Tĩnh Thủy, một cái làng chài như vậy. Hiện nay có đến là 264 đồng chí liệt sĩ, có 57 bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 80% nhân dân của làng này đều là những gia đình có công với cách mạng. Chúng tôi là những người hậu sanh sinh ra và lớn lên ấy, thì cũng không chứng kiến cụ thể trong hai cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp và 21 năm chống Mỹ, nhưng mà qua lịch sử của thôn, của làng để lại cụ thể là có danh sách như chúng tôi đã cung cấp ban đầu. Thì những người trẻ như chúng tôi cũng rất là vinh dự sinh ra và lớn lên ở một cái làng quê như vậy, là có truyền thống của ông cha chúng ta truyền lại cho các thế hệ chúng tôi và những cái lớp hậu sanh để tiếp tục phát huy cái truyền thống này. Anh là một người gọi là hậu sinh đấy, tức là hiện nay thì về mặt cơ bản mà nói, toàn bộ cái cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình thì là do những cái lớp người giống như anh là tạo ra các cái sản phẩm của xã hội và điều hành quản lý cuộc sống, tức là quyết định cái sự đi lên hay là dừng lại hay là tụt lùi của quê hương mình. Thì anh có ý kiến như thế nào về cuộc sống hiện nay của bà con ở tỉnh Thủy nói chung, ví dụ như là về kinh tế, chính trị, xã hội, và đặc biệt là cái nói một cách cụ thể hơn ấy, là cái đời sống về tinh thần của bà con và cái cuộc sống về vật chất của bà con, thì có gì đặc biệt? Thì chúng tôi cũng nhận thức rằng là cái lớp hậu sanh của chúng tôi ấy, thì sau 42 năm giải phóng, từ một cái quê hương điêu tàn của trong cái hai cuộc kháng chiến, đa số là những lớp như bọn tôi là con liệt sĩ, là cháu liệt sĩ, là những gia đình có truyền thống cách mạng. Về mặt xã hội thì chúng tôi động viên nhau là tiếp tục để phát huy truyền thống này. Thứ hai để phát triển kinh tế là chúng tôi cũng là những người đoàn kết, cần cù, chịu thương, chịu khó. Từ một cái quê hương nghèo khó của cái thôn Tĩnh Thủy, cái thành phố Tâm Kỳ, nói chung, và đặc biệt là ở cái vùng cát duyên hải này, thì hiện nay đã hình thành cái đời sống của đại bộ phận nông dân, ngư dân ở đây. Từ những con người làm thuê cho các chủ tàu ở Phú Quốc, ở Đà Nẵng, ở Kiên Giang, ở Bình Thuận, mà cũng xin thưa với chương trình rằng hiện nay chúng tôi cũng có phát triển được là trên 50 chiếc tàu đánh bắt trong bờ, cũng vừa góp phần bảo vệ cái chủ quyền biên giới quốc gia, cũng vừa là sản xuất đánh bắt, cải thiện cái đời sống thu nhập với cái phát triển kinh tế, mà đặc biệt là khai thác biển là chính. Như chị biết là hiện nay dân Tâm Thanh nói chung và Tĩnh Thủy nói riêng là 90% là sống và nghề khai thác và đánh bắt ở biển. Cho nên thì các cái lĩnh vực kinh tế nổi bật nhất là hiện nay cũng là dẫn đầu của cái xã Tâm Thanh của thành phố Tâm Kỳ, có mức sống
phải nói là tương đối là ổn định. Bình quân thu nhập đầu người ở các cái đơn vị mà có giỏ cầu hiện nay á là gần 200 hộ. Bình quân thu nhập đầu người là phải nói 150 triệu trên một năm ở những cái hộ này á, những hộ này. Thế còn lại cái mức sống còn lại là đa số là những cụ mà già có tuổi thì hiện nay được đảng nhà nước quan tâm với cái chế độ là bổ trợ xã hội, rồi cái chế độ thương binh liệt sĩ người có công, nên là đa phần nhân dân của chúng tôi tại địa bàn này thì cũng đáng mừng so với những năm trước thì nói chung là ổn định về đời sống, về tư tưởng để góp phần xây dựng quê hương vững mạnh. Cảm ơn anh. Vừa rồi anh có nói là 150 triệu trên đầu người, hay là anh có nhầm với 150 triệu trên một hộ không, của một năm? 150 triệu trên một lao động của những người mà có cái tài sản mà có tàu đấy, còn một lao động, một lao động cũng là. Đấy có hai lao động thì là họ có 350 triệu trên một năm. Rất là cảm ơn anh. Cũng như là với những người cao tuổi thì lịch sử và quá khứ là luôn có một cái sự kế tiếp và phát triển, hoặc là dừng lại đứt đoạn, nhưng mà cuộc sống thì nó vẫn cứ tiến lên phía trước. Tôi rất là muốn anh là người kế cận, người thuộc cái lớp kế cận, thì anh hãy cho biết về cái mối quan hệ giữa cái thế hệ kế cận chặt tuổi anh với của những người con liệt sĩ và gia đình cách mạng, gia đình có công, với những người cũng chặt tuổi anh, con của những người thương phế binh bên kia, hoặc những người mà không còn nữa, gia đình của phía bên kia hiện nay còn sống lại ở trong cái quê hương của mình, thì cái mối quan hệ lớp trên như bác Trường Sơn, như bác Út Đàm thì thôi ta cũng đã biết rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn biết là đến cái thế hệ thứ anh, cái thế hệ anh tức là tiếp theo ấy, thì quan hệ của anh và những người con em của phía bên kia trong cái làng mình bây giờ như thế nào, có cái sự phân biệt nào đó không? Rất là cảm ơn chị. Bây giờ chúng tôi có quan điểm chung á, là cái thế hệ của chúng tôi và những cái đàn em của chúng tôi là lớp tương lai, là lớp trẻ hơn á, cũng có thể là một số đàn em sinh sau 75, thì đương nhiên về mặt phát triển kinh tế xây dựng quê hương là chúng tôi rất là hòa đồng. Vẫn đâu đó vẫn còn một số em, tức là ba mẹ trước đây cũng là tham gia với là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì hiện nay chúng tôi không còn cái kỳ thị, không còn cái phân biệt, và vẫn hòa đồng, vẫn tạo điều kiện giúp đỡ nhau để làm ăn sinh sống và cùng phát triển kinh tế như nhau, thì không có cái phân biệt kỳ thị, không có cái đối xử khác với những người khác. Cảm ơn anh. Cái này thì hỏi rất thật, tức là về quan điểm của Đảng và Nhà nước lãnh đạo thì đúng là như thế rồi, và về mặt lý trí thì mình cũng phải thực hiện như thế, cũng là đúng rồi. Nó đúng cả về mặt truyền thống của cha ông ta, rồi nó đúng cả về mặt lý thuyết, nó đúng cả về chủ trương đường lối, nó đúng cả về quan điểm đạo đức. Thế nhưng con tim và tình cảm của mình thì có bao giờ phải chế ngự không? Tức là nó xuất phát từ thật trong con người mình ấy, thì cái mối mâu thuẫn đó trước đây trong lịch sử nó đã thật sự được cởi bỏ chưa? Có bao giờ anh nghĩ mà anh cảm thấy trong lòng mình như thế nhưng anh vẫn phải đối xử như thế này không? Ở cái thế hệ của anh và cái thế hệ kế tiếp, thưa anh. Nói thật với chị thì từ năm 1975 quê hương giải phóng đến năm 85, thì trong cái vòng 10 năm này thì có những cái ấn tượng, tức là con em của những người tham gia chiến tuyến bên này và những người con liệt sĩ bên này. Dạ. Thì là đến sau 10 năm ấy, thì cũng có những cái ấn tượng như vậy. Nhưng mà gần đây, đến bây giờ thì cái ấn tượng này không còn nữa. Có nghĩa là hòa đồng, bởi vì cũng không phải là những con em của những người là tham gia cái lính ngụy trước đây, nhưng mà họ tự nguyện để họ làm việc này. Dạ. Nhưng mà quá trình như vậy á,
là bị cái xã hội của chế độ cũ á là ràng buộc, ức chế, ép chế ra người thân, người cha, người chú của họ phải cầm súng để chống lại với cái bà con làng xóm của mình. Thì ban đầu có ấn tượng như vậy, nhưng mà gần 20 năm về đây thì không còn suy nghĩ đó nữa. Nên cũng hòa đồng để rồi cùng nhau để rồi hoạt động, cũng tham gia công tác xã hội, cũng là tranh thủ để xây dựng quê hương, chứ không có cái ấn tượng như những năm trước. Và có lẽ là chính vì thế thì mới có thể tạo nên được một cái khối sức mạnh để mà phát triển cái làng Tỉnh Thủy nhanh chóng trở thành như thế này trước. Mặc dù trước đây nó là một cái vùng gần như là hoang hóa, đúng không anh? Dạ. Xin hỏi anh, việc học hành của các cháu hiện nay ở làng thì như thế nào? Cũng không giấu gì chỉ là cái chương trình của Đài Vinh Vinh Việt Nam. Và chúng tôi cũng hết sức là tự hào. Cái lớp thế hệ như bọn tôi trở về trước ấy, là với cái điều kiện của một làng nghèo khó khăn, nên cái việc học học thức vì trình độ ấy, thì có hạn hẹp hơn. Nhưng mà đến cái thế hệ sau của chúng tôi đến hiện nay là hàng năm là các cháu là thi đỗ vào các trường rất là cao. Với cái làng mình hiện nay là có thạc sĩ, bác sĩ, rồi giảng viên, rồi các thứ. Nói chung là cách đây á, như tôi nói ban đầu á, là từ 75 đến 85, 90 là không có. Nhưng mà từ 90 trở về đây á, rất là nhiều cháu đã học hành, đã đỗ đạt thành tài, cũng phải có những cái truyền thống hiếu học cũng đáng là mừng. Nên là thôn này cũng phải là một trong những thôn mà dẫn đầu của Tâm Thanh này về công tác khuyến học, khuyến tài. Hiện nay cũng báo cáo luôn cái chương trình là không kể các cái cháu mà đổ vào trường đại học cao đẳng, nhưng mà cái trường phổ thông không, thì chúng tôi vừa rồi phát thưởng á, cái hội khuyến học phổ thông nó phát thưởng gần 198 cháu. Dạ. Phải nói là cái số lượng cũng đáng rất là trang trọng. Dạ. Với cái số lượng học sinh ở đây cũng báo cáo. Dạ. Về đây thì tôi cũng khá là ấn tượng với một cái đình làng được đặt, hay nói đúng hơn là một cái nhà văn hóa thôn được đặt cạnh cái ngôi đình trông cũng khá là cổ kính, thì cái nhà văn hóa thôn mà chúng ta đang ngồi đây, và đặc biệt là ngay bên cạnh thì có một cái nhà mà tôi nghĩ là với một cái thôn mà xây một cái nhà văn hóa như thế thì nó cũng rất là gọi là hoành tráng ấy. Thì cũng muốn hỏi anh, thứ nhất là cái nguồn kinh phí của cái nhà văn hóa mà mình đang xây gần xong đấy rồi là từ đâu ra, do nhân dân đóng góp hay có một cái tổ chức nào tài trợ? Thứ hai là liệu rằng khi anh xây một cái nhà văn hóa to như vậy thì cái hoạt động của bà con nó có diễn ra ở trong ấy mà nó có phù hợp với cái tầm vóc của cái nhà văn hóa không, hay là mình xây cái nhà văn hóa cho nó đẹp thôi, còn các cái sinh hoạt thì là hầu như không có. Thì cái hiện tượng này thì ở nông thôn thì tôi thấy cũng có mà, cho nên là tôi rất là muốn được nghe những cái thông tin thật. Đương nhiên về cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt văn hóa, một số nơi thì hiện nay cũng có những cái xu thế là xây, nhưng mà sinh hoạt là ít thôi. Nhưng với cái đặc thù của cái quê này, cái thôn Thủy này ấy, là bà con nhân dân ở đây họ rất là khát khao được xây một cái nhà văn hóa có cái bề thế hơn, có cái chỗ ngồi ổn định hơn, cái chỗ sinh hoạt bài bản hơn, nên dân người ta rất là hưởng ứng. Rồi báo cáo thêm với chị là cái chương trình nhà văn hóa này đang xây á, tức là theo cái kinh phí của xây dựng nông thôn mới. Đương nhiên một cái khoản tiền á không đủ để làm một cái ngôi nhà như thế này, thì chúng tôi đã thống nhất với nhân dân của địa phương thôn Thủy với cái một số anh mà chủ tàu, như tôi nói ban đầu ấy, trên 50 cái phương tiện mà đánh bắt là chủ tàu đấy, họ thu nhập cao ấy, nói chung là cùng nhau để hỗ trợ cho địa phương để đủ một cái khoản kinh phí để xây dựng cái nhà sinh hoạt này. Thì nói chung một cái nhà này cách đây 20 năm rồi, nhưng cái chỗ sinh hoạt là rất là ọt ẹp, rất là khó, nên là riêng cái nhà này chưa hình thành, nhưng bà con chúng tôi rất là hưởng ứng. Hiện nay nhân dân không á, thì nếu mấy cụ mấy đồ ngào đây là mỗi người á, mỗi hộ á, là ủng hộ là 300.000 đồng. Tức là còn lại chúng tôi kêu gọi các cái lao động
mà có thu nhập cao hơn thì chúng tôi sẽ hoàn thành, chắc chắn hôm nay trước Tết là hoàn thành cái nhà này. Dạ. Nó cũng khá là đẹp. Dạ. Với cái mắt nhìn của một kiến trúc sư thì tôi thấy cũng khá là đẹp, và xin chúc mừng bà con tỉnh Thủy có một cái ngôi nhà rất là đẹp. Trong cái việc học hành như anh vừa trao đổi ấy, thì cũng rất mừng là dân làng đã quan tâm đến việc học hành của các cháu, mà nói như Bác Hồ đã nói là non sông Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ công học tập của các cháu. Và tỉnh Thủy dường như đã rất là hiểu rõ cái điều này. Tôi cũng xin hỏi anh là trong cái việc học hành thành đạt của các cháu thì các con của những cái gia đình mà có cái nguồn gốc từ phía bên kia, cái thành phần từ phía bên kia trước đây ấy, thì với các cháu bây giờ là thế hệ thứ 3, thứ 4 rồi, thì có cái sự phân biệt nào không? Và các cháu có được thành đạt như là con em của những người con em gia đình liệt sĩ và có công với cách mạng hay không? Đây. Thì báo cáo cái gì là các cháu mình trước đây á, tức là cái lớp lớn hơn như bọn tôi và sau một tí nữa chẳng lớp bây giờ á, thì cái nhận thức của các cháu này không còn cái phân biệt gì gọi là cha ông mình trước đây là tham gia cái gì thế hệ thứ ba, là cái thế hệ này là tôi không còn cái phân biệt đó nữa. Dạ. Nó hiện nay nói chung á, là các hộ gia đình mặc dù là thế này thế kia trong cái quá khứ, nhưng mà hiện nay người ta vẫn là tạo điều kiện để giúp đỡ họ tham gia vào công tác khuyến học, động viên cho con. Đến nỗi là hiện nay ấy, báo cáo thêm với chị là người ta đi học ấy, phổ thông học cấp 1 ấy, thì không đi bằng xe máy, họ không đưa đón con bằng xe máy nữa, họ thuê xe ô tô để đảm bảo việc an toàn giao thông hơn. Cho nên là cái mức độ nhận thức của phụ huynh thì họ quan tâm đến con cháu đến cái mức độ như vậy. Cái thứ hai nữa như chị nói là hiện nay không có cái phân biệt nữa là công của là thương binh ngụy hay là những người là tham gia lính ngụy, nên người ta hiện nay cũng rất là công bằng, cũng là tham gia sinh hoạt rồi cũng chúng tôi cũng là công tác phát thưởng các thứ là cũng đầy đủ, cũng giống như những người con của con cháu của liệt sĩ thôi, không có phân biệt gì khác. Cảm ơn anh. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã thật sự hòa hợp. Và đến thế hệ thứ ba này thì ở lớp học, ở nhà trường các cháu hoàn toàn bình đẳng. Và là một người làm chương trình rất muốn tìm hiểu những cái điều này, bởi vì các cái thông tin trên mạng thì nó có rất là nhiều loại thông tin, nhưng về đây một cái làng mà ở sát ngay ven biển cũng khá là xa với các cái trung tâm đấy, thì gọi có thể gọi là vùng sâu vùng xa một chút cũng được, thì thấy rằng là từ cái nhận thức cho đến thực tế của trong làng thì những người như chúng tôi rất lấy làm mừng và rất muốn truyền tải những cái điều này đến với bạn bè trong nước và ngoài nước. Và đặc biệt chúng tôi rất là muốn những điều này được mang đến với bà con hải ngoại, những Việt kiều mà ra đi đặc biệt từ 30 tháng 4 năm 1975, để bà con hiểu rằng ở trong nước không còn oán thù nữa, không còn chia cắt nữa, chúng ta là con một nhà, đều là con rồng cháu lạc. Vâng, sinh ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ, và ở đây thì làng xóm tất cả đã bình yên rồi. Xin mời các vị cao tuổi. Vâng, có lẽ là ở cái thế hệ sau 75, trước 75 thì mới có nhiều mặc cảm, chứ các cháu về sau này có lẽ cũng không còn nữa. Thì mời bà con hãy về thăm quê hương, có thể về thăm quê hương của mình hay là đến bất cứ một vùng nào đó, bởi vì bây giờ chúng ta chỉ cần có sức khỏe và một chút kinh phí thì có thể đi khắp được ba miền đất nước như là chúng tôi đã đi và chúng tôi vẫn đi, không có một sự ngăn cản hay là khó khăn nào. Và đó cũng là một cái điều đặc biệt mà hòa bình đem lại đến cho chúng ta, một cái điều mà chúng ta không thể có được khi mà đất nước đang trong cảnh chiến tranh, phân ly, chia cắt, đối địch, thù nghịch. Và bây giờ thì ý kiến của anh, người một cái thế hệ kế cận, cũng là ý kiến kết thúc cái chương trình hôm nay. Cũng rất tiếc là nếu như các cháu mạnh dạn hơn một chút và nếu như chương trình của chúng ta được có thêm thời gian một chút, thì chúng tôi muốn là mời một cái thế hệ trẻ hơn, các cháu ở cái
cái tuổi 19 đôi mươi bây giờ để nghe cái lời nói của trẻ thơ, các em nói về thực tế ở quê hương mình. Nhưng mà chương trình thì cũng đành phải dừng tại đây thôi. Uyên Uyên Việt Nam xin cảm ơn các bác đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các bác mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng cũng đã đến đây để ngồi cùng đóng góp với ý kiến với chương trình. Và rất là cảm ơn bạn trưởng thôn đã tạo điều kiện để cho đoàn có được một cái địa điểm là có thể gặp gỡ bà con và đã mời bà con đến khẩu bình. Bây giờ thì cháu mời các bác là lên để chụp ảnh cùng đã. Dừng núi giang tay đôi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn quay để nói giờ nào. Mình đến bao lâu anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng rơi rồng bàn tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.